cạnh việc tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí đáp ứng nhu cầu du xuân của người dân thành phố Hồ Chí Minh, Tết Nguyên đán cũng là dịp để các tổ chức doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội của mình với người lao động và cộng đồng. Tổng hợp của phóng viên chúng tôi từ một số hoạt động và những ngày cận Tết Đinh Dậu vừa qua, xin mời quý vị cùng theo dõi. Đêm 26 tháng 1 năm 2017 nhằm ngày 29 Tết, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước phối hợp cùng Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè tổ chức chương trình đón giao thừa cùng công nhân cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp Hiệp Phước. Chương trình đã trao tặng những phong bao lì xì đến các công nhân không có điều kiện về quê ăn Tết. Ngoài ra, chương trình rút thăm trúng thưởng dành tặng thêm những phần quà may mắn cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn cũng diễn ra sôi nổi. Qua những lời an ủi, chúc Tết của lãnh đạo huyện Nhà Bè, lãnh đạo Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước, nhiều công nhân cảm thấy ấm lòng phần nào và vơi bớt đi nỗi nhớ quê nhà. Trong ngày 30 Tết, tức ngày 27 tháng 1 năm 2017, hơn 2.000 trẻ em tại 14 mái ấm, nhà mở, trại giáo dưỡng, trung tâm chăm sóc người khuyết tật trẻ mồ côi tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận cũng đã được tham gia ngày hội cuối năm đầy ý nghĩa với chương trình mái ấm gia đình Việt Tết Đinh Dậu 2017. Chương trình do Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Báo Công an thành phố và Tập đoàn Hoa Sen tổ chức. Đây là năm thứ 8 liên tiếp chương trình được tổ chức. Bên cạnh các trò chơi dân gian nhằm giúp các em hiểu hơn về văn hóa đón Tết của người Việt, các em còn được dành tặng 2.000 vé xem phim hoạt hình miễn phí tại rạp Galaxy Nguyễn Du. Đây là món quà tinh thần rất đáng giá với các em thiếu nhi ở nhà ở mái ấm. Điểm nhấn của chương trình là đêm văn nghệ những mái ấm mùa xuân diễn ra vào tối cùng ngày với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nhóm nhạc nổi tiếng cũng như trẻ em tại các nhà mở. Cũng trong khuôn khổ chương trình mái ấm gia đình Việt Tết Đinh Dậu 2017, trước đó tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức chương trình đồng hành đến thăm và trao quà cho mái ấm Thiện Duyên, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương. Chương trình đã trao tặng 1.250 kg gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các trẻ em nhỏ như là tã giấy, sữa, mì, quần áo.